nè tổ sư này cái chôn khai cầm bông spư đại mà rẻ đang lưu là bay tha ớt miên phạ sra bia nụ tê bà ớt miên phạ sra bia tê nụ khai cầm bông spư à lâu nhóm chi cắt bà chi cắt khai cầm bông spư nắng nhóm có phát đất dông nụ rụp hiệp tam đoàn phá lâu ớt tổ sư này cái chôn bàn tổ sư này thả tác đôi bịa đại kinh giấy thản miền lạ xa bia chân men ọt à tỏ lâu dương mưa ở miền mới khơi thản khơi miền đấy mấy nhá chỉ mà mới nhận khơi miền thì mới dương mưa từ mục tiền ở đây ọt miền lạ lụ xa bia xa ấy à nhảy nhảy chứ có việc là o đây đó có mà là biếp hạ sập mét lạ muối phì mét lạ muối vì ọt đấy thế còn xa tôi chỉ bật cờ cạnh là xa xa bia tế ná có khi miền đây tế ná có khi lụa đây tế ná có khi phật đây có bần tế có khi mình đã phạ tam thân là hạ sập mẹt mà phì mẹt mùi đồ dưỡng đây bần tế là dưỡng khơi cái bông phứ chìm cầm ru trên cầm ru muốn kế nè ba trên cầm ru rồi cầm trắng ca đã phạ gì hao cương thì vâng xinh xinh muốn kê bà khởi cắt và thói vậy nè khởi nhỏ hay mình đôi cắt và thói khởi nhỏ mỏng tỏ lâu dương chăm mơ từ mục tiên thiên mơ mấy bình nè nè hả lâu dương mơ to mơ ọt mèn nè thơ miền thì ọt ọt mò mèn thơ miền ọt mò nè mơ mơ miền nè nè bạc lan bạch mơ thôi nhầm này mơ ha 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 mơ mơ ọt miền thế nè bàn còn mà lưu xô kê tha anh nói là ta anh chấn dương khơi miền đại pano đó bên đại pano tu được sáp để bà cam bây xây xây nhé tôi chơi ọt miền đây nè phạ phật phật ma đây sẽ biết đi nè đây anh chấn sân khơm ta khai xây xây khai xây xây vô cùng mà đu tạm nè vừa lấy dương khinh trên cái phong sư môn kia hay lưu sư của phong chám chập đâm ăn vọt đài thế này, bà cùng chám có ăn vọt đài, chẳng chẳng tính chết mà phải làm khai cống cứ cắt bật thoi ăn vọt chẳng bàn được ở khnì ấy. Nơi ta spin ở ca, đó là tham ái chương. Cái nồng sáng thử thử spin ở tham ái chương bà. Tham ái chương bàn được cầm ca, cắt vọt được đôi đầu với sầm nang, bà với sầm nang ăn đầu mà bị ban này cái đầu bạc hẹn cầm bút sầm nang cái thứ hai đó mà bọn bạn chơi là từ hết hệ tha rồi cả sport mà vậy đấy dương khơi tha cá riệp chó mà khơi lại chứ lại chuyện thì một mụn sáng ấy à tiền thằng đập thằng nọp đấy ta tiền nè ta tiền là tam đồng thôi thằng ó dương mới khơi nhà xa ai lâu dương mấy những than nơi sáng ai vì thi rung khai nơi ngay vì xa lâu này nồng xa nó mòn á lâu cần đã thi rung khai nồng xa mòn bung sư xa của bung sư này à lâu mới mình sẽ lại sẽ bị ấy ọt đấy nè bà nè ọt chẳng nên sát đó bởi chọn thọt chỉ con đấy có sát đấy vậy con mà là biết thọt con cho là lạ sẽ bị kìa dù đôi dương thọt con nó đôi thọt sọc sai ở sẽ bị mình nên sát à bà chẳng thế hãy bờ phong cham tết lưu sô tha cắt được thọ à lạ sẽ ọt miên lạ sẽ bị hết miên ở tộc tại ca ca tam ở xuống à tam đòn plau cái đá plau nữa trung thấu khơi miền đạp ca cái đạp ca ấy cái ca ở đuôi bảo cam đuôi nó đầm nàng rồi mai dương á nè mới đây bạn học cái luôn nè đại chúng tôi đang đan tôi là rồi nó gặp sai đại dương chỉ mơ tình tiên mơ ឯកម័យបុកតែមានកំពុងសម្បត្តិជួយខ្ញុំបាទរតនាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយឡាយនឹងជួយแชร์រាល់នៅព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងស្រុកព័ត៌មានសង្គមឬក៏ព័ត៌មានបែបបីនេះបាទប្រកាសខ្មែរលោកអ្នកអាចតាមដានក្នុងឯកម័យបុកបាទជឿនឹងទទួលនៅរដ្ឋកាសាសំរបស់លោកអ្នកក្នុងការចុះយកព័ត៌មានទៅជាផ្លិតយកព័ត៌មានមកចែកជូនដល់មហាជនជាពិសេសបងប្អូនក្រុមនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលដំណំដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនបាទទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពេលនេះគឺមានថាយើងស្ថិតនៅក្នុង
ផ្សារកំពង់ស្ពឺបាទនៅទីក្នុងខេត្តនេះជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ផ្លង់អភិវឌ្ឍន៍របស់ផ្សារទំនើបផ្សារទំនើបអេសធីមលអេសធីមលអេសធីមលគេថាមានផ្សារទំនើបមានស្ពានអាកាសមានធ្វើជាប្រព័ន្ធផ្លូវហើយថាស្មោះបានល្អធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញទីទេសចរច្រើនដែលមកលេងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ត្រៀមនឹងអភិវឌ្ឍន៍កន្លែងផ្សារកន្លែងផ្នែកអាកាសកម្មផ្សារកម្មអាជីវកម្មនេះគឺមានរោងចក្រជាច្រើនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរនេះផ្លូវទៅទៅស្បាមូនស្បាមូនបាទផ្លូវស្បាមូនអាផ្លូវលេខម៉ាក់ហ្នឹងផ្លូវស្បាមូនដូចជាលេខ42ហ៎ផ្លូវលេខម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវដាក់អឺដូចជា42ហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមផ្លូវហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងវានេះតាអឺអាវត្តច្រើនដែរមានទីលំនៅមានតំបន់កសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងហើយ42បាទជាពេលដែលបាទដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាការចោះយកព័ត៌មានពិតនៅឯកំពង់ស្ពឺយើងក៏បានថតអត្ថបទជាច្រើនជុំវិញការវត្តរបស់ខេត្តហើយនឹងប្រវត្តិការខ្លះនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាកន្លែងទីចរកន្លែងដែលជាតំបន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងខេត្តផងដែរបាទកុំបែកទៅលើបាទនេះយើងមកដល់ខាងលិចផ្សារហើយខាងលិចផ្សារកំពង់ស្ពឺនេះហើយបាទហើយជា1គីឡូហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដិតយករូបភាពតាមដងផ្លូវនឹងបន្តិចទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមួយនាទីទៀតចុះបាទអញ្ចឹងឃើញថាខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងមូលเนาะអត់មានផ្លាកស្រាវាមែនណាអត់មានទេបាទអត់ត្រូវទេហាងគីមទៀតនឹងក៏អត់អត់មានបាទផ្លាកតូចផ្លាកធំគឺអត់ទាំងអស់ចឹងស្អាតដែរតើមើលទៅនេះអូខេបាទបកចោលឲ្យគេបាត់បាទខាងមានមែនប៉ុន្តែអត់បាក់អត់ឲ្យដាក់ផ្លាកថាវាធំធំអីទេអាតូចក៏មិនឃើញទេកំថាឲ្យធំបាទចឹងគេដឹងតែក្នុងហាងវាមិនអត់ទេស្រាប់វាទៅចូលទៅមានតែចាំបាច់ដាក់ផ្លាកទេអីមិនចឹងបាទឲ្យចងេងចងាងអីនោះនៅមួយគាត់ណាប្រហែលជាអូរួចហើយគេមិនទាន់រួចអស់ហើយនិយាយចាំដាក់លុយទៅបាទណាស់ណាកម្ពុជាអានេះកម្ពុជាຕົកសិនគេរួចដែររួចរួចអស់ហើយគាត់មិនទាន់ដកមិនទាន់ដកបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានៅបាត់យកាខ្លីបាទរីកាខ្លីពីខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ហ៎បាទទីមិថុនាបាទទី2មិថុនា2021បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាត្រឹមនេះ